Cho đó quý vị khán giả quay trở lại với Sao Hay Chữ. Và đây là vòng 2. Vòng 2 của chúng ta có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Nghe chữ độc quyền là mình hiểu rồi đó. Giống như nhạc sĩ sáng tác nhạc độc quyền cho mình Tia hát, đúng không? Không ai được hát hết đó. Giống như những cái câu slogan quảng cáo này kia anh hả? Anh không biết. Nói chung là bây giờ mình mua cái ô nào thì chỉ một mình biết thôi. Bên kia không thấy. Bởi vì do độc quyền, chỉ có chúng ta biết cái từ mà chúng ta mua là gì, nên chúng ta có quyền trao đổi mua bán với nhau. Mình thấy cái từ mà mình mua được bên đây coi bộ ngon nha, nó là cái từ then chốt quan trọng ra giá bán ngược cho bên kia. Giá bao nhiêu cũng được anh? Tùy các em nha. Ghê vậy. Chương trình này đã có một cái kỷ lục mới gần đây. Một từ giá cao nhất hồi trước giờ là bao nhiêu, giá bao nhiêu anh? Một từ là giá 7 triệu. Ghê vậy. Ghê lắm. Tí em bán 70. Hai từ 12 triệu. Ghê chưa? Đã từng có những người trao đổi giao dịch với cái mức giá đó và thành công. Nhưng mà nếu như các em thấy rằng cái từ của mình quá quan trọng thì các em có quyền ra giá cao hơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. Xin mời câu hỏi. Anh muốn mời đội về đây trước Trọng Khanh. Em sẽ mua bận A6 nha con. A6. Bận B3 và B8 nha. A6. A6, B3. B3, B8. Họ đã mua những cái vị trí rất quan trọng. Còn bên đây, mình thì sao? Em nghĩ là em sẽ mua B4. Hiếu, mua nào nữa? A1. Này mua không? Đây hoặc đây. Tại vì giờ bên này cầm từ này rồi, đâu biết là từ nào đâu. Với cả lúc bên đấy khó quá, bên đấy sẽ phải thắc mắc này là gì. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đây. B6. B6. B4 và A1. Nói chung đây là một cái câu ca dao để nói về một cái hoàn cảnh như là người yêu đi lấy chồng đó. Rồi mình buồn, mình thương, mình tiếc, vậy thôi. Nội dung là như vậy. Mời ô chữ. Chắc chưa? Em kiểm tra cái độ bền và độ sáng của cái cồng chiên. Vẫn sáng lắm em, không rõ à? Nào nào ngồi xuống suy nghĩ. Cái nào câu này có rất là nhiều dị bản luôn. Vậy là đủ bình tĩnh rồi đó. Mua không? Mua không? Có ai mua bán gì không? Cho bên này mua A1 cái. Bao nhiêu? Bên kia muốn mua A1 kìa. Anh ơi, từ anh ơi. Nó nghe này sống sao mà là không phải coi chừng bên này không thèm bán lại ấy. Bán đi. Giá nhiêu nhỉ? Giá mình giá khởi điểm tên nhẹ nhàng thôi. Mua nhiêu bán nhiêu? 500 ngàn. Ôi thôi. Thôi bây giờ nó hơi rẻ đi. 2 triệu. Bây giờ là mình đang 23 triệu, bên kia 30 triệu rưỡi. Đúng rồi. Đáng nhẽ phải có cái máy tính ở đây này. Mình mua sẽ cho cân bằng luôn á. Mua sẽ cho bằng luôn đó. Thế là 7 triệu đó. Thôi cho mình đi, cho mình đi. Thôi rẻ hơn đi. Bên Vân Kiều. Nhưng mà cái vấn đề là cái từ của bên nào nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Đúng không? Em nghĩ là không, em nghĩ từ mình quan trọng hơn, tại vì ra từ này thôi là ra luôn từ này. Đó, vấn đề là như vậy. Thật, bây giờ anh nhắm từ này này ra là ra biết luôn từ này. Có từ này đấy em mới biết câu này đấy. Ê, còn cái đó anh biết rồi. Cái này em biết rồi. Nhưng mà ý là bây giờ bên đấy đang chưa biết nên mới cần mua cái này. Hiểu nói đúng. Cái câu B8 là cực kỳ lạ nha. Chốt giá đi Bảo. Hoặc là không bán. Hoặc là bây giờ. Bây giờ mình đã biết rồi, mình để làm gì anh nghĩ là nó bán cái ô A1 với giá là 4 triệu. 4 triệu. Chơi một mình đi. Ok. Vẫn không mua à? Trời ơi em ơi, trong cái chương trình này là người ta mua tới 7 triệu, em mua 4 triệu là rẻ nhất rồi đó. Không, rẻ nhưng lắm mà đó. Em thấy là câu này nó chưa xứng đáng với cái giá. Vậy em trả giá đi, em muốn mua nhiêu? Mua bán mà. 2 triệu. Bây giờ mua B8 với giá 2. B8 anh nghĩ anh biết. Anh biết à? Thế anh cái nào anh chưa biết? Mua B3 giá 2 triệu. Xong là đổi lại cho A1. Chơi không? Chơi. Chúng mình mua B3. Rồi, bây giờ mua từng người trước. Sao, A1 nhiêu? A1 2 triệu. Bên đây bán không? Bên đó bán B3 bao nhiêu? Nhớ bên đây lật kèo sao bán xong bên kia không chịu bán nữa là sao? B3 mấy bạn bán không? Người ta hỏi mua mình trước mà. Bán mà. Thì bán đi xong dưa lại. Rồi, bán nha. Bán rồi. B3 2 triệu. Bán A1. Bán không? 3 triệu. 3 triệu. Rồi, em chốt 3 triệu. 3 triệu, bán A1. Bán A1 3 triệu. Bên đây câu mày sẽ đóng lại. Và bên đây sẽ mở ra 3 triệu. Coi như chúng ta vừa mua cái từ đó 3 triệu. Thấy hợp lý không? Rồi bên kia sao? Mua B3 3 triệu. 5 triệu cho anh.
Anh Nghĩa. Không anh ơi. Anh sao vậy? Anh sao ấy nhở? Sao anh cứ... Tại vì bên đó có cái từ A1 mà vẫn không đoán ra. Anh Nghĩa ơi. Anh Nghĩa ơi. Anh ơi. Em có... Anh à. Anh Nghĩa có gì em gửi tiền cò. Anh ơi anh đi về đây đi. Cái tiền cò đấy chuyển qua bên này đi cho nó được. Bây giờ chuyện hai nhà mình với nhau thôi. Anh ấy đâm trọt. Nhanh đi cô ơi. Bán B3. Úp bên này lại. Mở bên kia ra. Quá bình thường đúng không? Cái A2 đang sợ. Em biết câu trên rồi. Thế này các em, bây giờ nếu như các em vẫn không đoán ra được thì chúng ta sẽ khép lại cái lượt 1 tại đây, để chúng ta mở ra một cái lượt mua bán mới với 3 ô cho mỗi nhà. Ok, mở mới đi mọi người ơi. Bên đây có muốn trả lời không? Vẫn chưa đoán được, thôi mở mới đi. Ok, như vậy là cả hai đội không có đáp án ở lượt đầu tiên, sẽ mở ra một lượt bán mới. Mỗi nhà được mua 3 ô. Hồi nãy anh đã mời bên đây mua trước, cho nên bây giờ mình bên đây được mua trước, có lợi thế. Muốn mua ô nào? Em nghĩ là mua A2. A2, một từ thôi hả? A2 và... Cái này thì không mua được rồi. Nhưng mà cái này... Em mua một ô một thôi. Anh Nguyễn mua một ô một. Em mua một ô một. Một ô một thôi. A2 thôi. A2. Bên đây sao? Mình muốn mua ô nào? Nguyên cái dãy B1, B2, B3 kìa. Đó. B1, B2, B3 có rồi. B1, B2 à? B1, B2. Mời ô chữ. Lên. Nhanh. Tia vẫn là người đánh chiên trước. Ủa, móc rồi hả? Xong luôn đó em, người ta đánh xong rồi móc bây giờ chỗ luôn rồi đó. Đi về chỗ đi. Người ta làm 3 công đoạn trong 1 giây đó em. Sao cái này nó cứ, cái móc ở đây nó cứ dính làm sao anh? Sao? Đáp án là gì nè? Được anh cả ngã về không này, nói một cái là bên này lấy đã gõ chiên hết. Là 2 triệu rồi. Ai cho con sáo sang sông? Ai mang con sáo sang sông? Để cho con. Anh ơi, chết rồi anh ơi. Trời ơi, chết rồi. Im đi. Em nãy nãy nói to quá. Sao nào? Nãy mình nãy cho gì? Tình cho bên đó luôn. Câu này em thấy quen lắm mà ta. Sao các bạn lại lúng túng ha? Anh ơi, hết 10 giây rồi anh à. Dạ. Đó. Nếu không trả lời là mình mất nha. Ai cho ai mang con sáo sang sông để cho con. Con gì? Con gì ta? Hết giờ. Bên đây không có đáp án. Thế còn bên đây sao nào? Anh nghĩ là gõ chiên. Anh lên đi. Làm từ từ thôi anh ơi, không ngã. Gõ chiên. Mình đã có quá nhiều lợi thế khi bên kia họ đã đọc tay cho mình rất là nhiều những câu quan trọng. Gõ 2 triệu. Đọc đi em. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng bay đi. Chết. Chưa chốt. Để cho con sáo sổ lòng bay luôn hả ta? Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng bay đi? Cái gì đấy bay á? Chó phải không? Cái gì đấy bay? Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng bay đi? Chốt không? Cái gì đó bay sổ lòng nè. Chốt. 3, 2, 1 hết giờ rồi. Chốt rồi anh. Chốt gì? Sổ lòng bay đi phải không? Dạ. Đáp án này là đáp án. Thấy bên kia sẵn sàng rồi phải không? Sai. Đây, gõ chiên à. Nghe thì sẵn sàng rồi. Gõ mạnh lên. Ai đem con sáo sang sông để cho cái gì nhỉ? Để cho con sáo có phải không? Để cho con sáo sổ lòng sáo bay. Chốt chưa? Chốt à? Em lỡ gõ rồi em phải chốt thì chứ biết sao. Trời ơi tiếc quá. Sai 1 từ. Ôi giời ơi. Từ này không biết bay. Gì từ này là từ bay em mà. Bây giờ nó phải là cái gì đấy. Bây giờ sao? Có gõ chiên nữa hay không? Có muốn trả lời nữa hay không? Ai đem con sáo sổ lòng để cho. Sai một từ là từ nào ta? Từ trên hay từ dưới ta? Anh nhớ rồi. Thêm 2 triệu. Em biết mà. Còn gì đâu để anh mất. Anh ơi. Em biết rồi đúng không? Em hồi hộp quá. Anh nói đi. Anh nói luôn. Sao? Kính thưa quý vị. Cố tình kéo giờ đó. Em cái chiều mà kéo giờ là, chúng cái chiều kéo giờ anh biết nha. Ai nói đi. Con sáo sang sông. 2. Để cho con sáo sổ lòng. Mà cái ửa nó là cái dấu thanh sắc huyền đó. Nam. Không. 4. Ai đem con sáo sang sông để cho 2. Con sáo sổ lòng. 1. 6. 1. Bên đó nói sáo bay rồi anh. Đúng rồi, bên này nói sáo bay rồi. Xong anh. Hết thời gian rồi anh. Hết thời gian rồi. Sổ lòng
vội bay. Không phải vội. Trời ơi. Hết giờ, hết giờ. Sắc đúng không? Bên đây là lượt cuối cùng, có muốn đánh chiên hay không? Chỉ còn một từ nữa thôi đó. Lỡ rồi. Rồi. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng vút bay. Oh my god. Từ từ. Sổ lồng. Từ. Không được. Bình tĩnh. Yên bình tĩnh. Không, chưa biết chắc. Chị, em biết chưa? Không biết. Em không biết. Em không biết là giờ em làm như đúng rồi. Em từ không biết. Thôi. Ok, con đọc đi. Trời ơi. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng nó bay. Chốt không? Chốt ạ. À? Chốt. Đi về chỗ. Em không cam tâm. Đáp án Tia vừa đưa ra là đáp án. Mà bây giờ cũng chẳng còn lượt nào nữa, đúng không? Chính xác. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng nó bay. Nhưng mà em thực sự em không thích từ nó, nghe nó cứ thô thô sao? Em ạ, nhưng mà cái câu này là cái câu quen thuộc. Thật ra cái câu này nó là rất là quen luôn á. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng nó bay. Hoặc là đôi khi có những cái câu dị bản là ai xui con sáo qua sông. Hoặc là ai đem con sáo qua sông. Đó. Chứ không phải là chữ sang. Chữ sang có khi được sửa thành chữ qua. Rồi hoặc là sổ lồng bay xa. Đó. Và 20 triệu về đội Trọng Khánh. Đây là cái câu anh nghĩ nó đơn giản mà cuối cùng lại làm khó các bạn. Câu số 2. Mời câu hỏi. Bây giờ tới bên đây. Rồi, chọn trước đi. Mua B6A6. B6A6, rất nhanh gọn. Bên đây, mua gì? Bên đó có tiền đó, bạn nghĩ là bên đó nên mua hết đi. A1, B3 và B8. A1, B3, B8. Gợi ý, anh sẽ cho các em nghe một đoạn nhạc. Mời. Làm quen mà không dám nói. Sao không nói? Sắc anh biết bài này không? Gặp em mà đâu dám tới. Sao không tới? Để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Mời ô chữ. Thuộc bài đó. Không, cái này lạ quá anh ạ. À. Bây giờ mình không lấy này mình không bán. Mình bán một từ đó 50 triệu cũng mua. Thật đúng. Bây giờ mình chơi mình mua mình bán lại chứ mình không đoán gì tầm này hết á. Bây giờ mua. Bán kiếm tiền. Ừ. Bây giờ chắc chắn là phải mua A6 hoặc B6. Không có cách nào khác. Xin được thông báo. Xin được thông báo. A6 và B6 là một cái từ rất là khó. Thôi, bên này cũng cực kỳ khó. A8 bây giờ và B3. Nói chung là mấy cái từ bên này đều là then chốt luôn. Không có từ đầu làm sao mà đoán được cái gì. Thôi thì bây giờ mua từ A6. Mua bên đấy từ A6. Bán nhiều. A6 thì có số 6 bán 6 triệu. 6 triệu mua không? Không mua. A6 mà 6 triệu nó A6 hơi... 6 triệu đó. Hơi cao. Không cao đâu, đáng lắm. Đáng lắm. Rất đáng. Không thì hai từ... Đôi khi á, Vicky mua một cái từ này thôi. Vicky đoán được nguyên câu. Thôi. 6 triệu là con số tại em đã có A1. Đúng không? Nếu như em mua cái A6, anh nghĩ rằng nó sẽ có rất là nhiều cái gợi ý cho em. Thôi em mua luôn hai từ đi. Ghê vậy? Là A6, B6, A6 luôn. B6. Anh ơi, nếu như kiểu là mình... Để điều. A6 và B6 đúng không? Đều 5 triệu. Là số 6. A6 thì 6 triệu. Không, 5 triệu. A6 và B6 luôn. 5 triệu 2 từ. A6 hồi nãy mình nói 6 triệu đúng không? Anh ơi, bây giờ nha. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà A6 và B6 luôn thì anh bán 60. 60 triệu. Nó chỉ bớt cho anh ta chút đi. Bên đây sẽ bán, nhưng mà bán một từ thôi. Từ A6 thôi đúng không? A6 thôi. A6 quan trọng đó, A6, mua đi. 6 triệu. Tầng 3-4 triệu à. Trời ơi, bên kia lắm tiền, lắm luôn đấy. Thôi, nhưng mà cái câu này rất là khó. Cũng thì tại vì khó. Tại chưa vì chắc khó. Gì đã được 20 triệu. Thôi đúng chắc rồi. Là cũng được thôi, 20 triệu bên đấy đang nhiều tiền lắm. À, 6 triệu đấy. 4 triệu nha. Mua không mua thôi, mình đoán tiếp đi anh. Rồi, 5 triệu. 5 triệu. 6 triệu, chốt giá. Bên kia 4 kìa, mình 5... Mỗi người lên xuống bớt một chút đi. Vấn đề là bây giờ mình bán. Nè, coi chừng mà muốn mua lại bên này không bán đấy nhờ. Thôi, dễ thương nè. 5 triệu. Gửi. 4 triệu. Em đang giả đào 4 triệu. 4 triệu. Bán đi. Bên 6, bên 4, rồi 5 đi. Biết cái từ đó là gì rồi, bán đi, để làm gì? Ừ, để làm gì, đằng nào cũng không ấy được rồi. Ok, A6. Bao nhiêu? 4 triệu. 4 triệu rưỡi. Rồi, thôi, anh cứ triệu rưỡi chốt. Cứ đi hạ giá chốt. 4 triệu rưỡi, đồng ý mua. Không bán. Không bán. Bên đây Bảo đã bán rồi. Cái từ rất là đắt. Bảo đã đưa giá và người ta đã đồng ý mua rồi. Nếu mà không bán thì bên đó không bán, người chơi tới sáng. Rồi. Bán A6, úp lại.
4,5 triệu. Bên đây mở lên, có ai đoán được không? Nếu đoán lên gọi chiên. Còn nếu không, mình không trả lời để mình đến một cái lượt mua tiếp theo. Em nghĩ tới lượt mua tiếp theo đi. Bên đây có trả lời không? Em không ạ. Bên đây lượt không ạ. Chúng ta sẽ mở một lượt bán mới. Mời các em. Trọng Khanh muốn mua ô nào? Cho em cái B4 trước ạ. B4, còn gì nữa không? B5 ạ. B5. Còn ô nào nữa không? B1. B1, 3 ô. Bên đây mua ô chơi nào? Đúng kiểu nhà giàu ạ. Trời ơi, cuối cùng nhìn lại bên đây còn có một cái ô B6 là mở lên thôi à. A2, A3, A4. A2, A3, A4, ok. Mời ô chữ. Đó. Ôi. Tự nhiên nãy tôi chả liên quan gì luôn đấy. Yêu ơi, bên này cũng thế. Trời ơi. Thế này mà vẫn chưa đoán ra. Gõ chiên. À không, nhưng mà em chưa nghĩ là câu 1. Ồ dạ. À, bên kia tắt câu 1 kìa anh ơi. Bán em, bán đi. A2, A3, A4, ngon lành luôn. Em muốn mua trước. Mua trước hả? Dạ. Bây giờ bên bên kia ơi, mình mới mở B3, B4, B5 đúng không? Mình biết hết rồi, thôi bán sỉ lại bên đây đi. Mình bán lúc 3 ô đi. Xong bên này bán lại 2, 3, 4 cho B3, B4, B5. Không, bên này chỉ bán 30 triệu thôi. Làm gì có đủ 30 triệu mà bán. Làm gì có đủ tiền mà mua. Khổ ghê. Bây giờ bên đó muốn bán ô nào? Em muốn mua ô nào? Em muốn mua B3, B4, B5. Đó, 3 ô đó. Nãy mình mất 4,5 triệu mua cái từ kia rồi. Giờ giảm giá mình bán ba cái từ này. Bên này sẽ chỉ bán gì đây? B1, B2, B3, B4. B4 này hả? B4 là một từ rất quan trọng. Vậy thì mua B1 với B3. Bán B1, B3 giá bán nhiều. Bán cao một tí. Thôi bây giờ đồng giá 9 triệu 2 từ. Đấy. Đúng rồi, vậy đi. Kiếp trả thế tính xỉ gì luôn đấy. 2 ô 8 triệu được không? Này bên này dễ chịu tí nữa, dễ chịu lại nha. Ok. 8 triệu mua ô B1, B3, đóng bên kia lại, mở bên đây lên. Đó. Sao lại tự nhiên lại đứt gì ở đây đấy? Vẫn không nói ra. Em thật sự không thuộc bài này. Em có nhớ mạnh mại thôi. Rồi, Dung Quyên mua miễn phí. Mua miễn phí ô B7. B7, mở lên. Vẫn không nói ra. Sao? Các bạn có ai đoán gì được không? Mua lại của bên kia nữa, mình giàu mà. Mua A4 nè. Ra từ này là biết tại sao là có từ này đấy. Hiểu không? Bây giờ mà có từ này là sẽ biết tại sao lại có từ này. Vậy bán giá rẻ cho anh ta đi. Nãy anh ta dễ chịu với mình rồi đó. Bán A4. A4 bao nhiêu? 5 triệu. Bên kia giàu mà em không, chơi luôn. 5 triệu vẫn là của bên đấy. Tại vì nếu đổi lại A1 thì cho qua cho lại. Đâu có tiền đâu. Mua A1 đúng không? Ờ, đâu có tiền đâu, trao đổi thôi. Chơi nha. Bán không? 5 triệu. Mua. Okay. Mua 5 triệu A4. Đóng lại. A4 ở đây. Hả? Ờ. Ồ. Dã man chưa? Nào mua lại A1 5 triệu này. Mua A1 kìa. Bán đi, giữ lời đi. Bán đi cho quệ vô. Thôi bán. Bán A1 5 triệu. Đóng bên đây, mở bên đây. Đó. Trời ơi. Rõ nhá. Từ từ nha, từ từ. Ê. Suy nghĩ nhiều đi. Bên đây nè. Anh cầm. Bên kia có không? Nếu có lên gọi chi. Chưa. Gì vậy ta? Rồi. Sao bảo? Câu này đúng là khi mà nó ra hết vậy thì mình mới thấy là rất là quen. Nhưng mà nó rất là dễ sai một cái từ nhỏ anh. Đọc đi. Ngồi anh. Thò tay mà bức cọng ngò. Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ. Chốt chưa? Đó là đáp án. Hành ngò hay cọng ngò? Cọng ngò. Ờ cọng ngò. Trời, thò tay bức hành ngò. Đó là đáp án mà đội em đã chốt. Chốt. Đây là đáp án. Bên kia sẵn sàng nha. Trời ơi. Cái gì? Bên kia chưa? Đọc rồi, em đọc rồi. Bên kia sẵn sàng nha. Sẵn sàng vỗ tay đi em. Chính xác. Dạ thưa quý vị, một cuộc giao dịch rất là căng thẳng nhưng giao dịch thành công đúng không? Và cuối cùng nhờ cái sự mua bán này mà chúng ta đã có đáp án chính xác. 20 triệu dành cho đội Quốc Việt. Yeah. Câu số 3. Mời câu hỏi. Bên đây chưa? Đây là câu quan trọng nha các em. Bởi vì sau khi kết thúc câu này, bên nào nhiều tiền hơn bên đó sẽ giành chiến thắng, bước vào vòng đặc biệt. Mời các em. A1, A6, B6 ạ. A1, A6, B6. Bên đây sao?
Ồ, bên này cũng quá dạ. Tương lai luôn. Thôi chiến thuật của mình anh ạ. Anh nãy giờ anh thấy mấy cái từ đâu đây nè, B3, B40 năm nó hay làm khó mình. Không, em thấy hai cái từ này hay thì khó này. Lúc nào cái số 8 cũng... đi, số 8 ghét quá. Nãy giờ B8. Mua B2 cái B7, B8 luôn. B7, B8 luôn. Thêm một ô nữa. B3. B3, B7, B8. Đây là câu quan trọng, cho nên là mọi người sẵn sàng đầu tư với số vốn cực lớn 3 triệu cho mỗi nhà. Gợi ý câu ca dao với ý nghĩa người vợ luôn yêu thương trân trọng chồng của mình. Mời ô chữ. Lên. Khoan, từ từ. Bình tĩnh nha, mua bán tí nào, làm tí giao dịch nào. Chơi mà chơi nhanh quá không vui. Đâu từ nào, B8 hay B7? Gì? Trả lời miễn phí. Trả lời miễn phí. Mà, ok, chơi luôn đi. Trả lời miễn phí. Trả lời miễn phí. Em xin đọc. Rồi, lên gõ chiên. Rồi, em xin đọc là hồi. Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông Hương mặc người. Chốt chưa? Em chốt ạ. Bên đây sao em? Em thực sự em dướng 8 ô. Dướng tới 8 ô rồi hả? Thôi ngồi im đi em nha. Đây là đáp án chính xác. Yeah! Đáp án của chương trình là chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông Hương mặc người. 20 triệu của cái đội trọng khăn. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua vòng 2 rất là căng thẳng, kịch tính. Không, em thấy vòng này không căng thẳng. Vòng này nhanh quá, chưa kịp căng thẳng anh ạ. Nguyên một vòng kìa, riêng câu 3 thì đúng là nhanh thiệt. Là bởi vì cái câu 3 thì Vicky đã đoán ra ngay cái câu đó là câu nào. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết số tiền thưởng của hai đội đến giờ phút này. Đội Vân Kiều 21.500.000 đồng. 21 là đúng đấy. Đội Trọng Khanh, trời ơi đâu có nhiều đâu em, 55 triệu. Không có nhiều anh hết. Một số tiền cực kỳ hấp dẫn thưa quý vị. Và như vậy là chúng ta sẽ chia tay với hai chàng trai của đội Vân Kiều. Sao Kiều? Kiều thấy sao Kiều? Kiều thấy vui. Kiều thấy vui. Rất là vui. Kiều thua mà Kiều vẫn vui. Thực sự không, câu cuối em hơi tiếc chút xíu thôi. Tại thật sự là hơi tiếc là tại vì nó rất là xích sao. Tại vì 8 từ em không biết lần. Tới 8 từ không biết lần. Nên nó hơi xích. Cho nên đi về là cái chuyện không có gì phải ngạc nhiên đúng không? Dạ đúng rồi. Còn Vân sao Vân? Vân giữ được danh dự của đội. Ủa giữ được chỗ nào vậy? Là... Ủa giữ được cái chỗ nào? Không, được cái là em thấy Vân là một đồng đội rất tốt nha. Ừ. Chỉ hợp tác và chỉ xuất hiện mỗi lúc mua và bán thôi. Còn những lúc trả lời không thấy đâu hết. Ông không biết support. Hồi nhỏ học khối gì vậy? Support. Ông học khối gì vậy? Khối gì em quên rồi. Thôi, coi như là chúng ta chia tay tại đây mà không có gì ăn năn tiếc nuối. Bởi vì dạ, bên kia người ta giỏi hết thiệt mình rồi, đúng hết không? Mình rồi. Người ta giỏi thiệt. Dạ, cho nên cái chuyện người ta vào vòng đặc biệt là cái điều hiển nhiên. Và hãy cùng chào đón đội Trọng Khanh vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ.